Bao năm qua khổ công ta dồi trao, ước mong sao có được một ngày bán hổ để tên rạng danh tông tổ. Giờ đã tới khi khoa cử, lòng sương vui khăn gói ta lên kinh, quyết phen này danh đề không uống công. Cha mẹ trông mong trời đất ơi, sơn sơn cầu muối linh cầu kho. Trời ơi, lâu ngày quá mới gặp cho chưa chết anh sơn ơi. Bởi vậy tưởng anh chết rồi chứ. Ê, nhưng mà sao lúc này sao ôm nhôm ôm nhách vậy? Đừng nhắc. Sao ạ? Tại vì yêu nó ôm. Trời ơi, ngu quá trời quá đất đi ông nội ơi. Tại sao ngu? Yêu chi vậy không biết nữa. Không nghe ông bà xưa mình nói hả? Nói sao? Ông bà xưa của mình nói là yêu là chết trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà lại được ăn mày. Được yêu, được yêu. Nhưng làm người phải biết chữ yêu. Không yêu cũng giống như diều đứt dây. Người có yêu như cây có trái, người không yêu như mái hết xăng. Chứ mái hết xăng thì nó lăn còng cọc cọc. Người không yêu tuyệt nọc tông đường. Bởi vậy cho nên tôi yêu. Vậy đó, vậy tôi mới yêu chứ ngu gì yêu. Đồng ý với anh là không yêu là tuyệt nọc tông đường. Ừ. Mà anh không nghe người ta nói hả? Nói sao? Ta nói yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu. Ừ. Anh cứ yêu anh ôm riết đi. Anh đứt bóng anh vợ. Ừ, chứ tại sao anh không nghe cái câu yêu là lỡ khổ, không yêu lỗ chị? Bỏ qua chuyện yêu anh quan bên đi. Ừ. Giờ nghe hỏi thăm chút xíu nè. Ừ, hỏi đi, hỏi đi. Ê, lâu ngày mới gặp cô Tri, anh cho tôi hỏi có gì đổi thay? Anh hỏi thì tôi phân bài, lâu dài tôi cũng ăn mài mẹ cha. Mặc cho thiên hạ có dèm pha, riêng tôi vẫn cứ dinh da như thuở nào. Có nghĩa là giờ anh cũng ở trên răng, ở dưới dép dép. Ờ, dưới dép, dưới dép. Bị anh biết làm sao không? Sao, tôi sao? Nói cái câu đó bị gì, cái nào tôi cảm thấy tôi tháo được tôi đưa lên trên Las Vegas tôi thả hết trển. Còn cái nào tôi không tháo được tôi giữ lại, cái nào mà nó dính trong người giữ lại. Hay hay hay, giỏi giỏi. Chứ sẵn đây tôi hỏi lại anh, công danh sự nghiệp đã thành hay chưa? Anh hỏi thì tôi xin thưa rằng nay sự nghiệp cũng như xưa, dư không dư, thiếu không thiếu, mà nó cũng đông đưa như thuở nào. Tốt, cũng còn đông đưa được là tốt. Chứ nằm một chỗ là thí mụ nội. Ngon đâu, còn ngon lành lắm. Vậy hả? Ừ. Bây giờ sẵn đây tôi hỏi nè, anh nay đi đâu ạ? Tôi hả? Ừ. Tôi đi thi. Đi thi hả? Ừ. Ủa mà thi cái gì vậy? Thi thơ. Thi thơ. Tàu ơi, tôi lên kinh tôi ứng thí á, tôi thi thơ không ạ? Lên kinh ứng thí đi thi thơ hả? Ừ. Ngon lành quá em. Ừ. Còn anh đi đâu đây? Trời ơi, thấy ăn mặc đẹp đẽ gì không biết đi đâu hả? Ừ ha. Ê, biết là biết à. Đi đâu, đi đâu, đi đâu? Đi ăn đám cung đình. À, bay tầm bà không à? Sao mà bay? Ăn đám cung đình đem này theo chi vậy? Trời ơi, đem này lát hồi đùm sâu đùm chuối về. Có đâu thôi. Không có hả? Làm như mặt tôi ham ăn lắm vậy. Nó xin lỗi anh nè, không phải đám nào cũng ăn đâu anh. Đám nào mà mời mình đi ăn. Ừ. Còn cái đám nào nó không mời á, không bao giờ tôi tới cho cái trời á. Ừ. À, đó, có tới cũng đi tới, đi lui, đi tới, đi lui, coi nó có kêu mình vô không. Ừ. Nó mà kêu mình vô, mình mới vô ăn, còn nó không kêu mình vô đâu, thèm vô. À. Thế là anh còn khôn. Nó không kêu mà vào, bước vào nó đập bỏ bu. Trời ơi, không kêu mà dám vô không? Ngu. Nhưng mà tôi nhìn trên cái mặt anh là thấy nguyên cái chữ ăn. À. Thiệt rõ ràng, nguyên cái chữ thực ở trên mặt anh. Kệ cha tôi anh ơi. Trời ơi, thôi giờ tôi nói nghe nè, giờ anh lên kinh anh thi phải không? Bây giờ khoan đi thi cái đã.
giờ sẵn anh em mình gặp mặt ở đây rồi. Ừ. Đó, bây giờ anh trước khi đi thi á, anh có tưởng tượng tôi giống như là thầy của anh đi. Trời đất ơi, tôi hỏi anh đi đâu đây mà anh làm thầy tôi? Tôi đi thi. Trời ơi, chữ anh gói chưa đầy 3 cái lá mít mày đặt đi thi. Thôi về đi. Trời đất ơi, cái tướng tôi gì mà gói chưa đầy 3 cái lá mít. Ừ. Cái tướng anh vậy chắc gói đầy 3 cái lá me quá. Trời ơi, xin lỗi anh, cái tướng tôi ốm yếu vậy dễ đậu hơn anh nặng nó dễ rớt à. Tầm bấy tầm bá không à. Nè, nói giỡn chơi vậy chứ bây giờ không, bây giờ muốn đi thi phải không? Ừ. Giờ hai anh em mình thi với nhau trước đi. Thi với nhau. Tôi mà ra cái đề tài này mà anh mà trả lời được á thì anh mới nên tiếp tục anh lên đường lên kinh anh ứng thí. Ờ. Còn nếu mà anh trả lời không được á, coi như về nhà ngủ với má đi. Vậy ha. Ờ. Chơi không? Không lỡ làm luôn đi. Rồi ha. Rồi. Nghe không? Tôi ra đề cho anh trả lời tôi nghe không? Hỏi. Nghe nè. Chứ anh tự hào là anh ăn học đã cao. Cỡ lầu 8 thôi chứ cũng không cao gì mấy. Nghe tiếp nè. Chứ chị dâu của anh mà té xuống giếng. Chứ chị dâu của anh mà té giếng, anh nắm cái chỗ nào anh kéo lên. Nói gì đọc đĩa vậy cháu? Hò ơi, chứ trong cơn nghĩ ngợi gần xa. Chứ chị dâu mà té giếng miệng là ơi ơi, chứ năm đầu thì sợ tội với trời. Hai tay tôi bờ à. Hai tay tôi bờ. Bờ cái gì, bờ cái gì? Bờ gì, từ từ kiếm chỗ bờ. Bờ tầm bậy ông anh tôi quýnh tôi trào máu. Anh bờ cái năm gì? Đầu thì sợ tội với trời, chứ bờ ngay khúc giữa thì sợ lời thế gian. Chứ thôi thì tôi chạy tôi kiếm cái thang, chứ thòng xuống cứu chị kẻo chị chết quan mà tội tình. À, vậy là cứu được rồi. Tôi mà là giám khảo á, tôi nói thiệt cho anh á, chấm anh rớt rồi. Sao kỳ vậy? Chứ còn gì nữa, anh chờ đi kiếm cái thang, anh thòng xuống anh cứu chị, anh đem chị anh lên, có nước đem chị anh đem đi chôn luôn thì có. Anh làm như anh giỏi lắm, anh giỏi anh nhảy vô anh cứu coi. Coi tôi cứu nè. Cứu đi. Lẹ làng người ta cứu chứ chạy đi kiếm cái thang nữa, người ta chết thì còn gì nữa. Cứu đi, cứu nghe đi. Nè. Chứ đang cơn nghĩ ngợi gần xa, chị dâu mà té giếng. Chứ chị dâu mà té giếng miệng la ơi ơi. Đúng rồi. Chứ nắm cái đầu thì sợ tội với trời. Điều đó đúng. Đưa cái tay bợ bậy thì sợ lời thế gian. Đúng luôn. Sao cứu đây? Cái cổ em tay chị cứ hoàng, chị ôm em cho chặt cứng. Em kiếm đàn em leo lên. Đã thấy không? Trời ơi. Trời ơi, dở hơi à. Sao dở hơi? Lúc đấy nó uống nước gần chết mẹ nó rồi, bảo ôm làm sao nó ôm cho nổi. Trời ơi, còn anh nữa, người ta gần chết anh cũng không tha. Anh còn lợi dụng biểu ôm đi em kiếm đường em leo lên. Lợi dụng vừa phải thôi, vậy mà nói tôi hay. Trời ơi. Vậy mà đòi làm giám khảo tôi hả? Vậy mà ăn học cái gì? Anh không nghe rõ ràng kỹ càng dễ trơn trội à. Sao? Tôi nói cái cổ tôi nè, tay chị cứ hoàng. Ừ. Chị ôm cho chặt cứng. Ừ. Có nghĩa là chị dâu tôi ôm tôi chặt cứng. Tôi đâu có ôm chị hồi nào đâu. Tôi hy sinh trinh tiết tôi đi cứu chị đâu, thấy à. Dạ. Trời đất ơi. Trời đất ơi, phải anh hy sinh trinh tiết là tôi. Sao? Gặp tôi ốm yếu vậy, chị tôi mới lớn tôi cũng nói thôi em hy sinh trinh tiết để em leo lên lưng em cõng cho. Trời ơi, xin lỗi anh nói vậy mà cũng nói học nho. Bây giờ tôi nói cho anh nghe nè, bây giờ đó anh làm vậy chưa đủ trình độ làm giám khảo tôi đâu. Chưa đủ hả? Khỏi cần đi thi. À. Bây giờ nếu để tôi nè, tôi làm giám khảo anh, bây giờ tôi hỏi lại anh nè. Anh hỏi tôi hả? Nhớ nghe. Rồi, chuẩn rồi, bị rồi. Nghe kỹ nghe. À. Tôi không phải là lợi dụng như anh đâu. À. Nghe nè. Chờ vợ anh chứ buông bản đường xa, chứ có cô em vợ hằng mượt mà hằng ở chung. Chứ đang đêm mưa gió bão bùng, chứ lỡ cô em vợ anh mà trúng gió thì hoài anh mừng cách chi. Làm cách gì giỏi đi. Giỏi đó. Trời ơi, đố này ngặt quá trời ơi.
Không ngạc gì hết trơn, trời ơi, đơn giản như đang giỡn. Trời ơi, giờ trả lời không được thì rớt. Ê, có cách trả lời rồi. Trả lời đi, trả lời đi. Chứ đang cơn mưa gió bão bùng. Đúng. Con em vợ của tôi nó trúng gió, thì tôi dán mùng tôi chung vô. Chung vô làm chi? Cạo gió. Cạo gió hả? Rồi anh làm sao anh cạo? Thì dán áo lên cái thọt cái tay vô cái cạo. Trời đất ơi, vậy mày nói học nho. Chứ sao? Học nho tôi hỏi cái anh cái câu nam nữ thọ thọ bất thân anh để đâu vậy? Vậy tôi hỏi anh là người ta trúng gió làm sao cứu đây? Trời ơi dễ ợt, gặp tôi hả? Tôi làm cho anh coi nè. Rồi anh ngon trả lời đi. Chứ đang cơn mưa gió bão bùng, cái con em vợ anh mà trúng gió, chứ tôi vẹn mùng tôi trúng vô. Tôi bắt cô cởi áo, tôi lấy dầu tôi xoa, tôi bóp tôi cào, tôi nào cùng khắp nơi. Đó, vậy là cứu được rồi. Bay tầm bá không mà. Sao tầm bay? Trời đất ơi, tôi mới dở cái áo tôi thọ cái tay vô, nói tôi là nam nữ thọ thọ bất tương thân. Ừ. Rồi anh kêu người ta cởi ra, rồi anh cạo, anh nạo tùm lum tà la hết trơn, trời rồi sao? Anh không sợ người ta cười anh hả? Cười anh được, cười tôi không được. Tại sao cười anh không được? Tại vì nó là con em vợ của anh chứ không phải con em vợ tôi. À. Con em vợ của anh tôi muốn cạo đâu tôi cạo. À, buồn tôi cạo chỗ này, không buồn tôi cạo chỗ khác. Vậy à, mắc mới nói tôi. Ôi ơi, già rồi mà còn ngu. Ôi ơi, biên này nó gạt. Ôi ơi, có nhiều em vợ đi, có nhiều em vợ tôi vái rồi cho nó trúng gió cả bốn đứa. Chấp nhận thương đau ngồi cả đêm cạo gió. Ê, nhưng mà giờ tôi không có con em vợ, tôi có thằng em vợ ở nhà rồi, qua cạo nó giùm tôi đi. Thôi anh cạo nó luôn đi cho đủ cặp. Ê, nói vậy chứ anh đố vậy không hay đâu anh ơi. Sao đố như mẹo quá không hay đâu. Đố như tôi vậy nè mới đố nè. Đố sao? Nghe kỹ càng lại nè, câu đố này đi. Rất là trí tuệ. Trí tuệ hả? Đố đi. Chứ chị em bên nhà vợ sanh đôi, như hai giọt nước mặn mà như nhau. Ừ. Nếu như anh tới ở rể á, thì anh phải làm sao để mà phân biệt chứ để mà phân biệt lẫn nhau cho khỏi lầm. Trời ơi, đó. Nó giống nhau vậy hả? Ừ, trả lời đi. Y như hai giọt nước hả? Y chang vậy đó. Ngon trả lời. Chuẩn bị nghe nè. Sao chưa vậy trơn, mạnh rên dữ vậy anh? Chị em nhà vợ sanh đôi, như hai giọt nước mặn mòi như nhau. Nếu tôi ở rể thì phải làm sao? Thôi thì tự dặn chết nào cho đỡ phiền. Mau vậy đó. Thôi anh ơi, trời ơi, nhưng mà tôi nói anh nghe nè, có sinh đôi cũng có chỗ giống chỗ khác chứ sao giống nhau được. Tôi nói giống y như hai giọt nước vậy, không có khác cái chỗ nào hết trơn á, trời. Bằng nhau y chang vậy đó hả? Từ trên xuống dưới mà y chang lại. Không có chỗ nào lớn nhỏ gì vậy, khác nhau hết trơn hả? Trước sau y như một. Trước sau như một à. Thôi tôi không biết phân biệt đó, anh giỏi anh phân biệt đi. Tôi phân biệt phải không? Ừ. Giờ là thua phải không? Tôi trả lời nè. Trả lời đi. Trời ơi, trả lời được không mà kéo dài quá vậy. Chứ chị em bên nhà vợ sanh đôi, như hai giọt nước mặn mòi như nhau. Cái đó tôi biết. Nếu mà tôi ở rể thì ú chao. Vụ gì? Ngu gì phân biệt à. Tôi để tôi lộn hoài cho anh coi. Ê ê, trời ơi, trơn gian mà câu đó là hồi nãy tôi tính nói rồi đó. Không, tôi tính nói rồi, tôi định nói à. định gì? Tôi định nói mà. Tôi đã trả lời rồi mà còn định. Nói giận chơi với tôi với anh, cái tài sắc cũng vẹn toàn lắm ha. Bên nửa cân người tám lạng. Thôi giờ tôi nói anh nghe nè, tôi với anh đợt này thế nào cũng chia nhau cái bảng vàng trên đó à. Bây giờ nào, nhưng mà chưa có hay đâu. Chưa bây hay. Giờ tôi với anh á, nghĩa là bây giờ muốn chứng tỏ được cái tài năng của mình á, phải chứng tỏ bằng cách xuất khẩu là thành thơ liền. Xuất khẩu là thành thơ. Có nghĩa là tôi với anh phải làm một bài thơ. Ừ. Mà mỗi đứa làm một câu. Mỗi đứa làm một câu. À. Ráp lại nó thành nguyên ráp bài. Ráp lại thành nguyên bài thơ có dần có điệu đúng đàng hoàng. Đúng luật không? Đúng đường luật đàng hoàng. Trời đúng luật luôn hả? À? Rồi chơi. Trời không? Rồi.
Tôi ra thơ trước nha. Anh ra thơ trước phải không? Tại cái hồn thơ tôi lúc nào nó cũng lai láng lắm anh. À. Biển này sao tôi vậy? Nhưng mà khoan, tôi chọn đề tài cái đã. Đề tài gì? Đó, bây giờ nhìn cái mặt tôi là anh biết tôi khoái cái gì rồi. Tôi biết. Biết cái gì? Hồi nãy giờ tôi không dám nói. À. Tôi khoái cái gì? Khoái tôi. Trời ơi, tôi mà khoái anh chừng tháng ấy chắc tôi đi chàng hạn quá. Làm như tôi thèm anh lắm vậy ạ. Xin lỗi anh à. Cái mặt anh khoái gì? Cái mặt tôi chỉ khoái phụ nữ thôi. Phụ nữ thôi. Ai chịu thôi. Em cũng có nửa phụ nữ nè. Thôi anh ơi, tướng anh kỳ quá anh ơi. Kỳ à, thôi sửa lại đó. Cái tướng anh tối tối nằm kế anh, không biết anh đang nằm sấp hay nằm ngửa. Dẹp lép. Thôi vô duyên quá. Bây giờ sao, lấy đề tài đàn bà phải không? Lấy đàn đề tài bà. Tôi ngợi ca, cái bằng đặt bài thơ ngợi ca phụ nữ. Ngợi ca phụ nữ phải không? Ừ. Rồi, chuẩn bị tôi vô nha. Rồi, vô. Thượng đế xin chi lắm các bà, gieo rắc kinh hoàng khắp chúng ta. Trời đất ơi. Ngày ngày rủng rỉnh đi mua sắm, tối tối đăng sinh nhảy thả ga. Nhà băng lũng nát không cần biết, thẳng cánh mà chà rồi đích ca. Tùy thế các bà mà vắng bóng, trần gian cũng giống bãi tha ma. Bởi tôi nói không có đàn bà là không có được. Bởi tôi biết vậy tôi sống mình tôi không được. Tôi chia ra nửa bên này nửa bên kia vậy dễ sống. Thưa anh kỳ quá anh ơi. Trời ơi, cái đó cái chuyện đó tao giấu. Thôi, tôi nói cho anh nghe, đứng nói chuyện nãy giờ thi thơ văn với anh để vậy được rồi. Thôi giờ mình lên kinh ứng thí đi chứ để sợ để trễ giờ. Thưa quý vị, đó là phần trình diễn của hai danh hề Vân Sơn và Hoài Linh.